không đặt tiền cọc. Vâng, hôm trước chúng ta đã có nói với nhau rồi ha. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quen với lại hai cái khái niệm, đó là kháng nguyên và kháng khởi. Thế thì kháng nguyên là gì? Kháng nguyên là một chất nó phải đạt được hai cái điều kiện ở trên bảng. Điều kiện đầu tiên đó là tính sinh miễn dịch, và điều kiện thứ hai đó là tính đặc hiệu. Thế thì tính sinh miễn dịch là gì? Đầu tiên các em phải nhớ giùm tôi, đó là kháng nguyên là một vật lạ so với lại cơ thể. Có nghĩa là cái chất này không do cơ thể sinh ra, được không? Chất này không do cơ thể sinh ra, nó không phải là một cấu trúc của cơ thể, mà nó từ bên ngoài xâm nhập vào. Và khi mà nó xâm nhập vào trong cơ thể thì cơ thể của chúng ta sẽ làm sao? Sẽ làm sao? Vẫn để nó ở đó, đúng không? Hay sao? Tiêu diệt. Đồng ý. Sẽ loại bỏ nó đi, được không? Và loại bỏ nó bằng cách nào? Thế thì khi mà chất này nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta sẽ nhận biết nó là một chất lạ, và cơ thể của chúng ta sẽ loại bỏ nó. Loại bỏ nó bằng cách là cơ thể chúng ta sinh ra một cái chất được gọi là kháng thể. Thế thì một cái vật lạ khi mà nó vào trong cơ thể, nó kích thích cơ thể tạo ra kháng thể. Kháng thể này quay ngược lại tiêu diệt cái kháng nguyên, tiêu diệt cái vật lạ. Thì lúc đó chúng ta nói cái chất này có tính sinh miễn dịch. Nắm được không? Ha. Rồi, cái tính chất thứ hai đó là tính đặc hiệu. Tính đặc hiệu có nghĩa là sao? Kháng nguyên A hoặc là A xâm nhập vào trong cơ thể, được không? Và vì nó có tính sinh miễn dịch nên nó sẽ kích thích cơ thể tạo ra cái gì? Tạo ra kháng thể A. Và cái tính đặc hiệu nó được mô tả như sau. Nếu kháng nguyên A gặp kháng thể A thì hai đứa nó sẽ kết hợp lại với nhau, và kháng thể A nó sẽ không kết hợp với các cái loại kháng nguyên khác, thì nó được gọi là tính đặc hiệu. Có nghĩa là kháng nguyên A xâm nhập vào cơ thể, kháng nguyên A kích thích cơ thể tạo ra kháng thể A, đó là tính sinh miễn dịch. Và khi kháng thể A gặp cái kháng nguyên A thì nó sẽ kết hợp với kháng nguyên A và chỉ kháng nguyên A mà thôi, đó là tính đặc hiệu. Nếu như một chất nào nó có đầy đủ cả hai tính chất là tính sinh miễn dịch và tính đặc hiệu thì chúng ta nói nó là một cái kháng nguyên đầy đủ, kháng nguyên hoàn toàn, hay còn gọi là kháng nguyên thực. Nắm được không? Tuy nhiên sẽ có những vật lạ nó không có tính sinh miễn dịch mà nó chỉ có tính đặc hiệu mà thôi. Thế thì khi đó chúng ta gọi nó là gì? Chúng ta gọi nó là bán kháng nguyên hay là hát tân. Có nghĩa là nó không có tính sinh miễn dịch, có nghĩa là khi mà nó vào trong cơ thể thì nó sẽ không kích thích cơ thể tạo ra kháng thể. Nhưng khi nó gặp kháng thể đặc hiệu thì nó sẽ làm sao? Thì nó sẽ kết hợp với kháng thể đặc hiệu đó. Hai giờ đó thì chúng ta nói nó không có tính sinh miễn dịch nhưng nó có tính đặc hiệu. Thì những cái thành phần kháng nguyên nào, những cái vật lạ nào mà nó có tính đặc hiệu và nó không có tính sinh miễn dịch thì mình sẽ gọi nó là hát tân. Được ha? Rồi, và kháng nguyên. Kháng nguyên thì các em sẽ thấy á, là kháng nguyên thì chúng ta sẽ có nhiều loại. Như là lần trước chúng ta đã nói với nhau rồi ha. Con vi khuẩn hoặc con virus nó là một kháng nguyên, được không? Ha. Nhưng mà con vi khuẩn nó có lông thì lông của nó có phải là một kháng nguyên hay không? Câu trả lời là có. Con vi khuẩn nó có vỏ, lông của nó có phải vỏ của nó có phải là kháng nguyên hay không? Câu trả lời là có. Vi khuẩn nó tiết ra ngoại độc tố thì ngoại độc tố của nó có là kháng nguyên hay không? Có. Nếu nó có đầy đủ hai tính chất, đó là tính sinh miễn dịch và tính đặc hiệu. Nắm được ở đây không? Ha. Và cái tính đặc hiệu nó còn thể hiện ở cái chỗ là như thế này. Tôi lấy ví dụ ha. Con vi khuẩn nó có lông, được không? Và vi khuẩn nó tiết ra được ngoại độc tố. Như vậy thì khi mà con vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, cơ thể của chúng ta nhận biết là lông là một vật lạ, lông là một cái kháng nguyên, thì lúc đó cơ thể của chúng ta sẽ làm gì? Làm gì ạ? Đồng ý, tạo ra cái gì? Tạo ra kháng thể. Kháng thể này nó có tác dụng gì? Kết hợp với lông, chống lại lông, được không? Nhưng mà con vi khuẩn này nó cũng có tiết ra ngoại độc tố, đúng không? Như vậy thì cái kháng thể do cái kháng nguyên lông kích thích ra, có
có tác dụng được với lại loại độc tố của con vi khuẩn kích thích ra hay không? Câu trả lời là không, được không? Cùng là kháng nguyên của vi khuẩn nha, được không? Cái tính đặc hiệu này không thể hiện ở loài này và loài khác. Có nghĩa là sao? Xin lỗi, cái tính đặc hiệu này không chỉ thể hiện ở loài này và loài khác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là kháng thể do con virus A sinh ra thì gọi là kháng thể A. Nó sẽ kết hợp đặc hiệu với lại virus B, xin lỗi, nó kết hợp đặc hiệu với lại virus A, đồng ý. Và nó sẽ không kết hợp với lại cái con virus B, được không? Đó là tính đặc hiệu. Nhưng mà bây giờ, ngay cả trong một con vi khuẩn, được không? Cái kháng thể do lông kích thích tạo ra nó cũng sẽ không phản ứng với lại cái loại độc tố do con vi khuẩn tạo ra. Được, nó đặc hiệu đến như vậy. Ha. Rồi, và chúng ta thấy á, là kháng nguyên thì nó rất là đa dạng ha. Và nhắc lại là một con vi khuẩn hoặc là một cái vật lạ hoặc là một con virus hoặc là tố chất vi khuẩn hoặc là một cái chất do con vi khuẩn tiết ra hoặc là virus tiết ra, nó sẽ được gọi là kháng nguyên khi nó có hai cái tính chất trên bảng, đó là tính sinh miễn dịch và tính đặc hiệu ha. Tính sinh miễn dịch là sao? Rồi, có lấy ví dụ ha, đây là một kháng nguyên. Thì kháng nguyên này nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên ha, đây là một cái protein chịu trách nhiệm cho tính sinh miễn dịch. Có nghĩa là cấu trúc của cái phần này nó phải đủ phức tạp ha. Cái cấu trúc hóa học của nó phải phức tạp và trọng lượng phân tử của nó phải đủ lớn. Đồng thời gen của chúng ta ký chủ ha. Ký chủ có nghĩa là chúng ta có một cái gen chúng ta sẽ nhận biết được cái vật này là một vật lạ, không có trong cơ thể chúng ta. Được ha? Rồi, thì ngoài ra nữa, thì khi đó, thì lúc đó thì cơ thể chúng ta sẽ biết được nó là vật lạ. Thì như đã nói là đối với lại một cái con vi khuẩn, một cái kháng nguyên, được không? Đối với lại một kháng nguyên thì nó sẽ có hai thành phần như vậy. Thành phần đầu tiên là chịu trách nhiệm cho tính sinh miễn dịch. Được ha? Rồi, và thành phần thứ hai nó sẽ chịu trách nhiệm cho cái tính đặc hiệu. Có nghĩa là như thế nào? Đối với lại tính đặc hiệu thì các em sẽ thấy á, là trên cái con vi khuẩn hoặc là trên cái kháng nguyên hoặc là trên con virus nó sẽ có một cái thành phần, và trên thành phần này sẽ nó sẽ có những cái điểm gắn kết, và chúng ta gọi những cái điểm gắn này là những quyết định kháng nguyên hay còn gọi là epitope. Có nghĩa là sao? Khi cái thành phần đầu tiên chịu trách nhiệm cho tính sinh miễn dịch, được không? Cơ thể của chúng ta sẽ nhận biết nó là vật lạ và cơ thể của chúng ta sẽ tạo ra kháng thể. Thế thì kháng thể khi mà nó gặp cái kháng nguyên rồi thì nó sẽ làm gì với cái kháng nguyên này? Thì cái kháng thể đó, cái cấu trúc của nó ha, cơ thể tạo ra cái kháng thể đó và cấu trúc của nó sẽ phù hợp với các epitope. Để khi mà nó gặp cái kháng nguyên thì nó sẽ gắn vào kháng nguyên tại đâu? Tại các epitope, hay còn gọi là quyết định kháng nguyên. Nắm được ở đây không ạ? Nắm được ở đây không? Lưu ý ha, nhắc lại ha. Một kháng nguyên sẽ có hai thành phần. Một thành phần chịu trách nhiệm cho tính sinh miễn dịch, và một thành phần chịu trách nhiệm cho tính đặc hiệu. Cái thành phần chịu trách nhiệm cho cái tính sinh miễn dịch á, thì là nó phải là lạ so với lại cơ thể, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trọng lượng phân tử của nó phải đủ lớn và cấu trúc hóa học của nó phải phức tạp, được không? Và đồng thời cơ thể của chúng ta sẽ có những cái gen để nhận biết nó là một vật lạ. Thì khi đó, khi nó hội đủ những cái điều kiện đó, được ha, thì cơ thể của chúng ta sẽ phát động một cái quá trình được gọi là quá trình tạo kháng thể, được không? Và cái chất kháng thể này nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là nó quay trở ngược lại để nó làm gì? Để nó tiêu diệt, để nó bắt kháng nguyên, để nó trung hòa kháng nguyên, được không? Và cái hoạt động của kháng thể là như thế nào? Hoạt động của kháng thể là nó sẽ tới gần kháng nguyên và nó sẽ gắn vào kháng nguyên. Nó gắn ở đâu? Nó gắn ở những cái vị trí epitope, đó là quyết định kháng nguyên, được không? Và cái epitope này, những cái quyết định kháng nguyên này nó rất là thay đổi. Có nghĩa là một kháng nguyên nó có thể có 5 epitope, một kháng nguyên nó có thể có 10 epitope, được không? Và cấu trúc của các epitope này là khác nhau, được ha? Khác nhau giữa kháng nguyên A và kháng nguyên B. Và ngay trong cái kháng nguyên A, ví dụ như là nó có 5 cái epitope, thì cấu trúc của 5 cái epitope này cũng có khả năng khác nhau. Nắm được ở đây không?
Chính vì như vậy nên nó quy định lên cái tính đặc hiệu giữa kháng nguyên và kháng thể. Rồi ngoài ra thì nó còn có một cái tính nữa được gọi là tính biến đổi. Biến đổi thì có hai loại biến đổi, đó là biến đổi tự nhiên và biến đổi nhân tạo. Biến đổi tự nhiên là như thế nào? Các em có nghe nói đến bệnh cúm không? Có nghe nói đến bệnh cúm không ạ? Rồi, bệnh cúm là do virus hay vi khuẩn gây ra? Virus. Mình nghe nói đến virus cúm nào? H5N1, đồng ý, cúm nào nữa? H1N1, H3N1, vân vân, có rất là nhiều loại cúm. Ha? Thật ra thì đối với lại virus cúm thì phân loại đầu tiên người ta sẽ phân loại là cúm A, cúm B trước. Còn trong cái cúm A thì mình mới nghe nói đến là cúm AH5N1, cúm AH1N1, H3N2 vân vân, nhiều lắm. Thế có thắc mắc là H và N từ đâu mà ra không? Và tại sao có số 1, số 2, số 3, số 5 gì không? Đến bài virus cúm ha, đến bài virus cúm thì các em sẽ được học kỹ hơn. Thì ở đây á, là lưu ý như thế này ha, nói một cách ngắn gọn thôi là trong bản thân con virus cúm nó có hai loại kháng nguyên, một loại được ký hiệu là H và một loại được ký hiệu là N, được không ha. Rồi thế thì ban đầu cũng chẳng có H mấy N mấy hết, tất cả đều là H và N. Được ha? Ủa, tới đâu rồi? H và N đúng không? Ừ rồi. Ở cái khoảng đầu tiên thì cũng chẳng có H và N nào cả. Nhưng mà khi mà virus cúm nó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta, được ha? Khi mà virus cúm nó xâm nhập vào trong cơ thể của chúng ta thì sao? Thì nó sẽ bị cơ thể của chúng ta tạo ra những cái kháng thể để làm gì? Để tiêu diệt nó, được không? Ha, và vì nếu như mà vẫn giữ cái HN cũ thì cơ thể chúng ta sẽ có những cái kháng thể để tiêu diệt nó và nó sẽ không gây bệnh được nữa. Thế thì nó làm gì? Nó sẽ đột biến, nó sẽ thay đổi cái kháng nguyên H và N đi. Vẫn là H đó, vẫn là N đó, nhưng mà cái cấu trúc của nó sẽ thay đổi một chút xíu. Nó sẽ không còn là cái H và cái N ban đầu nữa. Và khi nó thay đổi như vậy thì người ta sẽ đánh số nó. Nắm được không? Nên cái kháng nguyên H và cái kháng nguyên N các em sẽ thấy được là nó thay đổi liên tục. Và chúng ta sẽ có những cái loại khác nhau, ví dụ như là H1, H2, H3, N thì cũng gọi N1, N2, N3. Và những cái kháng nguyên này nó có sự phối hợp với nhau để nó tạo thành những cái chủng virus cúm mới. Như các em nghe, như các em thấy H5N1 hoặc là H3N1 vân vân. Nắm được ở đây không? Ha, đó là cái khả năng thay đổi cái kháng nguyên. Và cái khả năng thay đổi kháng nguyên này nhằm mục đích gì? Để tránh né đáp ứng miễn dịch. Được không? Nắm được ở đây không ạ? Ha. Rồi, tiếp theo đó là nhân tạo. Nhân tạo ứng dụng là để làm gì? Để điều chế giải độc tố. Thế có nhớ giải độc tố là gì không ạ? Có nhớ giải độc tố là gì không? Vaccine. Giải độc tố được điều chế từ đâu? Từ ngoại độc tố. Giải độc tố khác gì so với lại ngoại độc tố? Khác gì? Giải độc tố khác gì so với lại ngoại độc tố? Nó làm sao? Ngoại độc tố là do vi khuẩn tiết ra, đúng không? Và người ta lấy ngoại độc tố, người ta điều chế thành giải độc tố. Nhưng mà giải độc tố nó khác gì so với ngoại độc tố, điều chế cái gì? Đồng ý. Giải độc tố là sao? Nó không còn tính độc nữa, được không? Nó không còn tính độc nữa ha. Người ta sử dụng ngoại độc tố để người ta điều chế thành giải độc tố, được ha?
và điều chế như thế nào thì các em xem trong sách. Ngâm ở Phật môn trong nhiệt độ bao nhiêu lâu đó, trong bao nhiêu ngày đó, xem trong sách ha. Thì sau khi mà điều chế như vậy á, thì cái dạy, thì cái thành phần cuối cùng chúng ta thu được, nó vẫn là một vật lạ so với lại cơ thể, nó vẫn có tính sinh dịch, nó vẫn có tính đặc hiệu ha, nhưng mà nó chỉ khác ở một điểm, đó là gì? Đó là nó không còn tính độc nữa, và chúng ta gọi nó là giải độc tố. Rồi, về kháng nguyên vi sinh vật thì như đã nói ha, con vi sinh vật ví dụ như là một con vi khuẩn, một con virus, nó là một kháng nguyên, nhưng mà trong bản thân con vi khuẩn virus thì nó còn có nhiều loại kháng nguyên khác nữa ha. Thì đối với lại vi khuẩn thì nó có những cái kháng nguyên riêng của nó, ví dụ như là kháng nguyên vắt, kháng nguyên vỏ, kháng nguyên lông ha, hoặc là các cái kháng nguyên bề mặt hòa tan vân vân. Thì kháng nguyên hòa tan ở đây có thể là một độc tố, hoặc độc tố, hoặc là những cái enzyme do con vi khuẩn tiết ra, được ha. Thế thì bây giờ nhìn lên trên bảng, tất cả các vi khuẩn đều có các loại kháng nguyên này, có đúng không? Đúng không? Không. Lý do thì sao? Để trả lời cho câu hỏi này ha, để trả lời cho câu hỏi này thì các em hãy kể cho tôi bốn cái thành phần cấu tạo cơ bản của vi khuẩn gì ạ? Gì ạ? Lâu, đồng ý. Vỏ, đồng ý. Gì nữa? Nhân, đồng ý. Bào tương, đồng ý. Gì nữa? Vắt, đồng ý. Gì nữa? Màng tế bào, đồng ý. Gì nữa? Hả? Nha bào, đồng ý. Gì nữa không? Bili. Rồi, gì nữa? Gì nữa? Hồi đấy câu hỏi là xong. Bốn cái thành phần cấu tạo cơ bản có nghĩa là gì? Là đầu tiên mình phải kể ra bốn cái, nhưng mà các em kể ra là tôi đếm không được luôn đó. Có nghĩa là sao? Nhớ nè, bốn thành phần cấu tạo cơ bản. Tại sao chúng ta gọi nó là thành phần cấu tạo cơ bản? Tại vì bốn thành phần này bất cứ một con vi khuẩn nào cũng phải có, được không? Nếu nó bị vắng, nếu những cái thành phần cấu tạo của nó, những cái thành phần cấu tạo của nó này, nó đã bị thiếu khuyết đi mà nó bị tổn thương thì nó sẽ rất là dễ bị chết. Và bốn thành phần đó là gì đó? Nhân, gì nữa? Bào tương, màng và thằn tế bào, hay còn gọi là vắt tế bào, được không? Còn các cái thành phần các em cỡ ra, ví dụ như là lông, ví dụ như là vi ly, ví dụ như là nha bào, ví dụ như là vỏ, thì bốn, thì những cái thành phần sau này có con vi khuẩn có con vi khuẩn không có, được không? Con vi khuẩn nào không có thì nó sống được hay không? Được. Có nghĩa là sao? Vi khuẩn thì nó có lông đúng không? Con nào có lông thì di chuyển được, còn con nào không có lông thì sao? Đứng yên không di chuyển, không chết. Vi khuẩn nào có vỏ thì sao? Thì nó có thể nó có khả năng kháng lại sự thực vào khi mà nó xâm nhập vào trong cơ thể. Còn con vi khuẩn nào không có vỏ thì sao? Thì vẫn sống được, cùng lắm là nó bị bạch cầu giết chết thôi, nhưng mà đối với lại môi trường bên ngoài nó vẫn sống được, nó không chết. Nắm được ở đây không? Do đó thì bốn thành phần cấu tạo cơ bản tính từ trong ra ngoài, đó là nhân, bào tương, màng bào tương và thằn tế bào, được không? Cái đó thì ở đây các em thấy á, là kháng nguyên của vi khuẩn thì vi khuẩn nào có vỏ thì nó sẽ có cái kháng nguyên vỏ, vi khuẩn nào có lông thì nó sẽ có thêm cái kháng nguyên lông, hoặc là đối với những cái chất hòa tan, vi khuẩn nào nó có ngoại độc tố thì nó sẽ có cái kháng nguyên ngoại độc tố, hoặc là vi khuẩn nào nó có enzyme thì nó sẽ có những cái kháng nguyên nó là enzyme. Nắm được ở đây không ha? Không phải tất cả các loại vi khuẩn đều phải có tất cả những cái loại kháng nguyên này, được ha? Và những cái kháng nguyên này các em vừa tự đọc trong sách trang 114 ha. Rồi đối với lại virus cũng vậy, được ha? Chúng ta có nhiều loại kháng nguyên khác nhau, do đó thì các em thấy á, là chúng ta nói là vi khuẩn là một kháng nguyên, virus là một kháng nguyên, nhưng mà thật ra nếu như chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn thì sao? Thì bản thân nó không phải là một kháng nguyên, mà bản thân nó là một tấm thảm kháng nguyên, có nghĩa là gồm rất là nhiều loại kháng nguyên khác nhau, được không?
Hay do đó thì chúng ta nãy giờ thì tôi vẫn có nhắc đi nhắc lại, nhấn đi nhấn lại với các em, đó là gì? Đó là chỉ một chất, nó là vật lạ, nó đạt đủ hai cái tính chất, đó là tính sinh miễn dịch và tính đặc hiệu, thì nó được gọi là kháng nguyên. Được không? Nó chỉ cần hai điều kiện đó thôi ha. Do đó thì dù nó là lâu nhưng mà nó vẫn có tính sinh miễn dịch, nó vẫn có tính đặc hiệu, thì mình vẫn gọi nó là kháng nguyên ha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái khái niệm về kháng thể. Thì như đã nói với các em rồi ha, kháng thể là gì? Kháng thể là một chất do cơ thể tạo ra, được không? Sau khi được kháng nguyên kích thích ha. Và kháng thể này nó sẽ có tác dụng, nó bảo vệ cơ thể chống lại kháng nguyên, và nó sẽ phản ứng đặc biệt với kháng nguyên. Như vậy thì tóm lại, kháng nguyên và kháng thể, chất nào có lợi so với lại cơ thể? Kháng thể, được không? Ha, kháng thể là chất có lợi so với có lợi đối với cơ thể ha. Và chất nào từ bên ngoài xâm nhập vào? Kháng nguyên, được không? Nó là vật lạ, nó xâm nhập vào trong cơ thể và cơ thể sẽ làm sao? Sẽ loại bỏ nó đi, được không? Bằng cách là cơ thể sinh ra cái gì? Kháng thể, được ha. Và đối với lại kháng thể thì chúng ta sẽ được phân ra làm 5 lớp. Và năm lớp này thì nó sẽ có chức năng khác nhau, nhưng trong vi sinh chúng tôi sẽ quan tâm nhiều đến hai loại, đó là IgM và IgG. Hai cái loại này nó có vai trò rất là quan trọng trong cái việc là khi mà kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể thì cơ thể sẽ tạo ra chủ yếu là hai loại là IgM và IgG để bảo vệ cơ thể. Rồi IgA, IgE, IgD thì các em đọc thêm trong bài ha. Chúng ta nói với nhau về IgG và IgM. Ở buổi trước khi chúng ta nói với nhau về miễn dịch, đúng không? Thì khi mà một vật lạ xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, cơ thể của chúng ta sẽ đưa cái hệ miễn dịch nào ra để chống lại vi khuẩn hoặc là virus, nói chung là tác nhân gây bệnh và kháng nguyên đó. Miễn dịch gì? Không đặc hiệu, đúng không? Ha, trong trường hợp cơ thể chưa bao giờ tiếp xúc với lại kháng nguyên hết thì cái hệ miễn dịch được đưa ra đầu tiên đó là hệ miễn dịch không đặc hiệu, được không ha. Rồi sau đó một khoảng thời gian cơ thể của chúng ta sẽ nhận biết cái gì, nhận biết đây là vật lạ, đây là kháng nguyên, thì lúc đó cơ thể của chúng ta mới bắt đầu tạo ra cái miễn dịch đặc hiệu. Và nhớ miễn dịch đặc hiệu nó sẽ gồm có hai phần, đó là miễn dịch dịch thở và miễn dịch qua trung gian tế bào. Đừng có quên cái miễn dịch qua trung gian tế bào nha. Nhưng mà trong vi sinh thì chúng tôi chỉ quan tâm đến, chúng tôi nhấn mạnh hay chúng tôi tìm hiểu sâu về cái miễn dịch dịch thở, lý do là vì chúng tôi có thể định lượng được nó, chúng tôi có thể xác định được nó để chẩn đoán xem là bệnh nhân có bị mắc bệnh hay không mắc bệnh, nắm được ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói với nhau về kháng thể, đó là miễn dịch dịch thở. Thì như đã nói, cái miễn dịch dịch thể này không lập tức được xuất hiện, không lập tức tạo ra sau khi kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể, mà cần phải có một khoảng thời gian. Thì khoảng thời gian này là bao lâu? Tầm khoảng cho đến 7 cho đến 10 ngày ha, tầm khoảng 7 cho đến 10 ngày, nắm được ở đây không ạ? Và 7 cho đến 10 ngày này tính từ lúc nào? Tính từ lúc nào? Thời kỳ của bệnh là thời kỳ được tính như thế nào? Thời kỳ của bệnh được tính như thế nào? Thời kỳ của bệnh được tính từ lúc mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể cho đến khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện, được không? Thì khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện thì bệnh nhân không còn thời kỳ ủ bệnh nữa, mà bệnh nhân sang cái thời kỳ thứ hai, đó là thời kỳ tiền phát. Và khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện thì chúng ta sẽ tính được là ngày thứ nhất của tuần thứ nhất của bệnh, được không? Và sau 7 cho đến 10 ngày tính từ cái ngày thứ nhất của tuần thứ nhất của bệnh thì kháng thể mới được sinh ra. Và cái loại được sinh ra đầu tiên đó là IgM. Và thời gian tồn tại của IgM không kéo dài, nó tầm khoảng 3 tháng. Rồi sau đó nó sẽ giảm dần và nó biến mất, nắm được không? Ha. Và sau đó
sau sự xuất hiện của IgM là chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của IgG. IgG nó có những cái đặc điểm ở trên bảng. IgG thì thời gian tồn tại của IgG nó sẽ kéo dài hơn so với lại thời gian tồn tại của IgM. Và nếu như trong cơ thể chúng ta có sự tồn tại của IgG đối với lại một bệnh nào đó, thì chính cái kháng thể này nó sẽ bảo vệ cơ thể của chúng ta chống lại mầm bệnh, được không? Và trong các loại kháng nguy hơn, trong các loại kháng thể thì IgG có thể vận chuyển qua nhau thai, được ha? Điều này có nghĩa là khi mà một người phụ nữ họ bị mắc bệnh, sau đó cơ thể của họ sẽ có kháng thể, được không? Và 1-2 năm sau thì cái kháng thể tồn tại còn lại nó là IgG. Và nếu như người phụ nữ này mang thai thì IgG nó sẽ làm sao? Nó sẽ truyền qua nhau thai, được ha? Nó xâm nhập vào cơ thể của đứa trẻ, được không? Và lúc này kháng thể trong cơ thể của đứa trẻ thuộc loại nào? Loại nào? Thu được hay sẵn có? Thu được, đồng ý. Tự nhiên hay nhân tạo? Tự nhiên, đồng ý. Chủ động hay thụ động? Thụ động. Được không? Nắm gỡ đây không? Ha. Rồi, và những yếu tố sản sinh ảnh hưởng. Rồi, và những yếu tố ảnh hưởng đến sản sinh, đến sự sản sinh của kháng thở là như thế nào, thì có những yếu tố trên bảng các em về đọc thêm trong sách ha. Lưu ý một vài yếu tố quan trọng, đó là gì? Đầu tiên đó là liều lượng kháng thở. Người ta thấy là khi chúng ta tiếp xúc với xin lỗi, liều lượng kháng nguyên, người ta thấy rằng khi chúng ta tiếp xúc với kháng nguyên thì cái liều lượng của nó rất là quan trọng trong cái quá trình mà cơ thể chúng ta tạo ra kháng thể. Tôi lấy ví dụ ha, ví dụ đối với lại kháng nguyên A, chúng ta tiêm cho bệnh nhân 10 đơn vị kháng nguyên thì cơ thể có thể tạo ra được 20 đơn vị kháng thể, đúng không? Khi chúng ta tiêm 20 đơn vị kháng nguyên thì cơ thể của chúng ta sẽ tạo ra 40, đúng không? Khi chúng ta tăng lên là 100 thì cơ thể của chúng ta sẽ tạo ra 200 kháng thể. Nhưng mà cái số lượng kháng nguyên tăng đến một mức nào đó thì cái số lượng kháng thể sẽ là tối đa và không tăng lên được nữa. Nắm được ở đây không? Ví dụ như là giới hạn của cơ thể là gì? Tiêm vào 500 đơn vị kháng nguyên thì cơ thể sẽ tạo ra 1.000 đơn vị kháng thể. Nhưng mà nếu mà tăng lên 600 thì nó sẽ không tăng lên 1.200 mà nó chỉ ở mức 1.000 mà thôi. Do đó thì lưu ý là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự sản sinh ra kháng thể đó là liều lượng kháng nguyên. Ha. Rồi, thứ hai nữa là số kháng nguyên. Người ta thấy là khi mà người ta phối hợp nhiều loại kháng nguyên thì cái lượng kháng thể nó, trong một số trường hợp, cái lượng kháng thể nó có thể tăng lên, được ha? Rồi về hiệu giá kháng thể, thì về hiệu giá kháng thể thì các em xem thêm ở trong sách. Thì khi mà các em học thực tập thì tôi sẽ quay lại cái hiệu giá kháng thể này ha. Do đó thì nhớ là bắt buộc các em phải đọc cái hiệu giá kháng thở, đọc cái hiệu định nghĩa của hiệu giá kháng thở, hiểu được nó là như thế nào. Thì khi mà các em học thực tập đến cái phần bị luận kết quả, xác định xem bệnh nhân có bị mắc bệnh hay không bị mắc bệnh, thì các em sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi, lưu ý một lần nữa, tôi nhắc lại một lần nữa, đó là gì? Đó là nếu như kháng nguyên A chưa bao giờ tiếp xúc với cơ thể của tôi thì cơ thể của tôi sẽ không có kháng thể A, đúng không? Đúng ha. Ở lần đầu tiên khi mà cơ thể của tôi tiếp xúc với kháng nguyên A thì nếu như tôi bị mắc bệnh thì sau mấy ngày kháng thể bắt đầu sinh ra, 7-10 ngày tính từ lúc ngày đầu tiên của bệnh ha, từ cái ngày đầu tiên có triệu chứng chứ không phải là tính từ lúc tiếp xúc nha. Tính từ ngày đầu tiên khi mà có triệu chứng thì lúc đó thì cơ thể của tôi sẽ bắt đầu tạo ra kháng thể, được ha? Rồi, ở những lần sau, ví dụ như là 1 năm sau tôi lại bị mắc bệnh nữa, tôi lại tiếp xúc với kháng nguyên A nữa thì điều gì xảy ra? Thì lúc này cơ thể của tôi đã xác định được là à, trước đây mình có tiếp xúc với cái kháng nguyên A này rồi, mình biết cách tạo ra cái vũ khí chống lại nó. Thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Thì cái thời gian tạo ra kháng thể nó làm sao? Nó sẽ rút ngắn lại, được
chính vì cái lý do này nên bệnh ở những lần sau thì hoặc là sẽ là không bị mắc bệnh, hoặc là sao, hoặc là nó sẽ giảm ha, nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều so với lại lần đầu tiên ha. Rồi về vai trò của kháng thở thì sẽ có hai cái vai trò, một là hoạt động có lợi và hai là những cái hoạt động mà nó gây tổn thương. Thì hoạt động gây tổn thương cho phức hợp kháng nguyên kháng thở thì các em sẽ được nghe nhắc đến trong cái bài Streptococcus biogen ha. Còn trong bài này thì chúng ta quan tâm nhiều đến cái hoạt động có lợi cho cơ thể. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là kháng thở nó có vai trò như thế nào, vai trò của kháng thở nó là loại bỏ kháng nguyên, và nó có thể loại bỏ kháng nguyên bằng nhiều cách như là ở trên bảng. Nó có thể tiêu diệt kháng nguyên, nó có thể tiêu diệt kháng nguyên ha, hoặc là nó sẽ bao bọc, nó sẽ vô hiệu hóa kháng nguyên để nó nhờ những cái tế bào bạch cầu tới tiêu diệt kháng nguyên được ha. Rồi về mối quan hệ kháng nguyên kháng thở thì chúng ta nói là kháng nguyên kháng thở nó có mối quan hệ đặc hiệu với nhau. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là kháng nguyên A kích thích cơ thể tạo ra kháng thể A, và cái kháng thể A đó nó như thế nào? Nó sẽ kết hợp với kháng nguyên A, và nó chỉ kết hợp với kháng nguyên A mà thôi, được không? Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy có một cái phản ứng chéo xảy ra. Rồi bây giờ đầu tiên nhìn lên trên hình nè, chúng ta có kháng nguyên A. Chúng ta có kháng nguyên X, chúng ta có cái kháng nguyên Y. Cấu trúc hóa học của kháng nguyên X và kháng nguyên Y không giống nhau, được không? Và mỗi kháng nguyên này nó sẽ có mấy thành phần? Hai thành phần. Một thành phần chịu trách nhiệm cho tính sinh miễn dịch, và một thành phần chịu trách nhiệm cho tính đặc hiệu. Ở cái thành phần chịu trách nhiệm cho tính đặc hiệu thì ở trên cái thành phần này nó sẽ có những cái gì đó? Epitope quyết định kháng nguyên, được không? Và các epitope của kháng nguyên X nó khác với lại epitope của kháng nguyên Y. Nó khác nhau về cái gì? Nó có thể khác nhau về số lượng, và nó sẽ khác nhau về cấu trúc hóa học. Và trên cùng một cái kháng nguyên hay trên cùng một cái kháng nguyên, cấu trúc hóa học của các epitope nó cũng sẽ khác nhau. Nắm được không? Bây giờ tôi lấy ví dụ ha. Kháng nguyên X có 5 epitope, và 5 epitope này được đánh số từ 1 cho đến 5, được không? Hai và cấu trúc của các epitope này nó có thể khác nhau nha. Rồi kháng nguyên Y nó có 10 epitope, và 10 epitope này được đánh số từ 3 cho đến 12, được không? Rồi, thế thì khi đó kháng nguyên X xâm nhập vào trong cơ thể sẽ tạo ra một cái kháng thể X. Kháng thể X này khi gặp kháng nguyên X thì nó sẽ phản ứng đặc hiệu bằng cách là nó gắn một cách trọn vẹn vào 5 epitope từ 1 đến 5. Nắm được không? Rồi vô tình sau này khi nó tiếp xúc với kháng nguyên Y, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ba đến năm là cái gì? Phản ứng chéo có nghĩa là sao? Phản ứng chéo có nghĩa là lúc này cái kháng thể X nó làm sao? Nó cứ gắn được với lại cái kháng nguyên Y không? Gắn được không? Được. Gắn được ở đâu? Ở cái epitope từ 3 cho đến 5 bằng đồng ý. Nhưng mà cái sự gắn kết này nó chặt chẽ hay nó lỏng lẻo? Nó vô cùng là lỏng lẻo, được không? Và cái hiện tượng này chúng ta gọi nó là phản ứng chéo ha. Nắm được thế nào là phản ứng chéo ha. Rồi, nói tóm lại, khi một kháng nguyên X xâm nhập vào trong cơ thể thì sao? Nó sẽ kích thích cơ thể sản sinh ra cái gì? Kháng thể, và
đồng ý. Và kháng thể này là được gọi tên là kháng thể X. Cái mối quan hệ giữa kháng nguyên X và kháng thể X là như thế nào? Đặc hiệu. Có nghĩa là cái kháng thể X này nó sẽ làm sao? Nó sẽ quay ngược lại, nó chống lại cái kháng nguyên X và nó chỉ có tác dụng được với kháng nguyên X mà thôi. Mình loại trừ cái phản ứng chéo đi nó. Được không? Ha. Nhớ giùm tôi hai chữ đặc hiệu. Và cái kháng nguyên X này nó có những cái tính chất gì? Tính sinh miễn dịch, đồng ý. Tính đặc hiệu, đồng ý. Ha. Và một vài loại kháng nguyên nó còn có cái tính biến đổi, được không? Được ha. Nhớ ha, kháng nguyên nó sẽ có ba tính chất. Đầu tiên là tính sinh miễn dịch, thứ hai là tính đặc hiệu và thứ ba là tính biến đổi. Tuy nhiên tính biến đổi nó chỉ xuất hiện ở một vài loại kháng nguyên thôi, không phải tất cả các kháng nguyên đều có cái tính biến đổi nha. Nó chỉ xuất hiện ở một loại vài loại vi khuẩn, một vài loại virus mà thôi ha. Rồi về tính sinh miễn dịch, nếu như mà kháng nguyên nó không có tính sinh miễn dịch mà nó chỉ có tính đặc hiệu thôi thì mình gọi nó là cái gì ạ? Là gì? Bán kháng nguyên hay còn gọi là hắc tinh. Được ha. Rồi về kháng thể X thì sao? Kháng thể X trong vi sinh chúng tôi để ý nhiều đến hai loại, đó là IgM và IgG. Loại nào xuất hiện đầu tiên? IgM xuất hiện đầu tiên và xuất hiện cái thời điểm xuất hiện của nó là như thế nào? 7 cho đến 10 ngày tính từ lúc triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà cái thời gian 7 cho đến 10 ngày này được áp dụng trong cái lần tiếp xúc nào? Đầu tiên. Lần tiếp xúc kháng nguyên đầu tiên thì cơ thể mới cần khoảng thời gian từ 7 cho đến 10 ngày, nắm không? Nhưng mà nếu như ở những lần tiếp xúc sau đó thì cái thời gian này nó sẽ rút ngắn đi rất là nhiều. Nắm được ha? Rồi, và nhớ là thời gian tồn tại của kháng thể nó sẽ thay đổi tùy loại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các em sẽ thấy á, là có những bệnh, có những kháng nguyên xâm nhập vào trong cơ thể tạo ra được kháng thể. Nhưng mà sẽ có những cái kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể sẽ không tạo ra được kháng thể. Được không? Nó sau này học thì sẽ biết ha. Có những loại bệnh cơ thể tạo ra kháng thể, nhưng có những loại sau khi mà mắc bệnh xong cơ thể không tạo ra được kháng thể. Ví dụ như là lọc. Được không? Do đó thì bệnh lọc là tái đi tái lại. Được ha? Rồi. Nếu như cơ thể tạo ra kháng thể thì sao? Thời gian tồn tại của kháng thể là như thế nào? Thì người ta nhận thấy có những bệnh kháng thể nó tồn tại chừng một vài tháng, một vài năm, rồi sau đó nó giảm và nó biến mất. Được không? Ha? Nhưng mà sẽ có những cái kháng thể nó tồn tại kéo dài suốt đời. Điều này giải thích vì sao có những bệnh chúng ta chỉ bị mắc một lần duy nhất trong đời thôi. Được không? Nhưng mà cũng có những bệnh chúng ta có mắc tái đi tái lại, và những nhiên là cái lần sau đó, nó sẽ làm sao? Nó sẽ nhẹ hơn cái lần đầu. Nắm được không? Ha? Và trong cơ thể của tôi nếu như có kháng thể chống lại con vi khuẩn A thì lúc đó cơ thể của tôi sẽ không có bị mắc bệnh A nữa. Và nếu như có bị mắc bệnh thì sẽ làm sao? Sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Nắm được ở đây không? Ha? Rồi theo đúng lịch thì giữa hai tiết chúng ta sẽ có nghỉ giải lao 10 phút. Các em có muốn nghỉ giải lao không hay muốn học tiếp? Tại vì tính chỉ năm mỗi tiết sẽ có 50 phút.